Quý vị thân mến, phổi giữ một vai trò vô cùng quan trọng như là một nhà máy lọc thải tất cả những độc tố hoặc là chất cặn bã từ oxy đưa vào trong cơ thể. Như vậy, để giữ cho một lá phổi khỏe mạnh không chỉ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, tinh thần được thư giãn, thoải mái, mà còn giúp cho chúng ta phòng chữa tất cả các chứng bệnh khó chịu về đường hô hấp, đặc biệt là phòng chữa các chứng bệnh như là ung thư phổi. Ngày hôm nay, Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác tập trung nhiều tới lá phổi để giúp cho lá phổi của bạn khỏe hơn, kiểm soát được luồng khí sạch đưa vào cơ thể để phòng tránh và điều trị các chứng bệnh về đường hô hấp. Chúng ta bắt đầu với động tác đầu tiên, bài tập thở thải độc tố cho lá phổi. Xin mời bạn mở rộng hai chân bằng vai, các ngón chân hướng thẳng, hai tay xuôi theo thân. Đầu cổ giữ thẳng, thả lỏng hai vai và thư giãn cho khuôn mặt nào. Chúng ta cùng bắt đầu. Hít vào, bụng phình lên, vươn hai cánh tay thẳng sát tai. Và thở ra, thở thật mạnh bằng mũi. Hít vào. Hít vào. Hít vào. Hít. Hít. Hít, từ từ hít, vươn tay lên và thở ra, từ từ hạ tay xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng điều hòa hơi thở, thả lỏng hai tay và vai, hít vào một hơi thật sâu, thở ra, từ từ, hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng lại. Động tác tiếp theo, thế căng ngực sẽ giúp giãn nở lồng ngực để giúp cho chúng ta dễ dàng đưa oxy vào lá phổi được nhiều hơn. Từ từ bạn giữ nguyên tư thế đứng, phóng hai tay ra sau, đan tay lại, úp lòng bàn tay, đẩy thẳng cánh tay, đẩy căng lồng ngực, hít vào thật sâu, bụng phồng lên, sau đó kéo căng hai tay ra sau, đẩy ngực về trước, nâng cằm cổ lên, thở ra, từ từ hạ thả tay xuống, hóp chặt bụng lại, cúi đầu thở hết. Nhịp 2, hít vào, đẩy căng lồng ngực lên, ngửa đầu ra sau, nâng cao hai cánh tay, thở ra, từ từ hạ tay xuống, hóp chặt bụng, cúi đầu và thở hết. Nhịp cuối, hít vào thật sâu, đẩy lồng ngực, nâng cằm lên, thở ra, từ từ hạ tay xuống, hóp chặt bụng và cúi đầu thở hết. Nhẹ nhàng, bạn thoát hai tay, thả lỏng cho tay và vai. Từ từ chúng ta tiếp tục ngồi xuống với tư thế lạc đà. Chúng ta quỳ đầu gối xuống, mở rộng đầu gối bằng vai, chống mũi chân, mở rộng bằng vai. Hai tay thả xuôi theo thân, lưng thẳng, đầu cổ giữ thẳng. Hít vào, bạn nâng cánh tay phải lên, thở ra, vòng tay phải ra sau, nắm vào gót chân của bên phải. Tiếp tục, hít, bạn nâng tay trái lên, thở ra, vòng tay trái nắm gót chân trái, đẩy hông về phía trước, thả lỏng đầu cổ ra sau. Sau đó hít vào, bạn nâng tay phải lên, thở ra, hạ tay xuống, từ từ hít, nâng tay trái lên, thở ra, hạ tay xuống vị trí ban đầu. Chúng ta tiếp tục thêm một lần nữa. Hít vào, bạn nâng tay phải lên, thở ra, vòng ra sau, nắm gót chân phải. Hít, nâng tay trái lên, thở, vòng ra sau, nắm gót chân trái, đẩy hông về trước, thả lỏng đầu cổ, giữ ở đây, hít thở đều. Bạn hít thở bằng mũi, hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng. Từ từ hít, bạn nâng tay phải lên, thở, hạ tay xuống và hít, nâng tay trái lên, thở ra, hạ tay xuống, thu chân lại. Khép đầu gối, cong lưng ra sau, cúi đầu hóp chặt bụng và thở hết ra. Hít vào thật sâu, thở ra từ từ. Nhẹ nhàng, bạn nâng cơ thể lên và hạ mông xuống bên phải. Bạn duỗi dài chân phải, co chân trái đặt úp vào bắp đùi trong của bên phải. Lưng giữ thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Bạn đưa tay trái ra phía sau mông, cách mông 15cm. Sau đó,
Hít vào, nâng thẳng cánh tay phải lên. Chống đầu gối, nâng hông lên, uốn cong lưng, ngửa người ra sau. Thở ra, bạn từ từ hạ mông xuống, hạ tay phải xuống đầu gối và thở hết. Nhịp cuối cùng, hít vào, bạn nâng hông lên, uốn cong lưng, ngửa người ra sau. Giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, từ từ bạn hạ mông, hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi bên. Bạn duỗi chân trái và co chân phải đặt úp vào bắp đùi trong của bên trái. Hai tay đặt đầu gối, từ từ đưa tay phải ra sau mông phải cách 15 cm. Chúng ta bắt đầu. Hít vào, chống tay nâng hông, uốn cong lưng, ngửa người ra sau. Cánh tay duỗi thẳng ra tai. Thở ra, từ từ hạ mông, hạ tay xuống vị trí ban đầu. Nhịp cuối, hít vào, bạn nâng hông lên, uốn cong lưng, bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra, bạn hạ mông, hạ tay xuống, thở hết. Sau đó, bạn thu hai chân lại, đan hai chân lại. Chúng ta cùng ngồi thiền, thư giãn, tĩnh tâm vài nhịp thở. Hai tay để chim ra trên đầu gối, thẳng lưng lên, nhắm mắt. Hít vào thật sâu, bụng phình lên, thở ra thật chậm, xẹp bụng lại. Hít vào, cảm nhận nguồn năng lượng từ thiên nhiên đang tràn vào trong cơ thể của bạn, mang theo sức mạnh và tình yêu thương tới từng tế bào. Thở ra, bạn thở hết mọi ưu phiền, lo lắng, trút hết ra khỏi cơ thể. Tiếp tục, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận nguồn năng lượng hân hoan, hạnh phúc đang tràn đầy cơ thể bạn. Hãy duy trì trạng thái này. Thở ra, từ từ xẹp bụng xuống. Thở hết, thở hết. Nguyễn Hiếu tin rằng với bài tập này sẽ giúp bạn kiểm soát được nguồn oxy thanh sạch tràn vào trong cơ thể để giữ cho cơ thể luôn luôn khỏe mạnh và một tinh thần sảng khoái. Tôi đang duy trì hiện tại đều đặn lịch tập yoga. Nó được đưa vào trong KPI của tôi hàng ngày luôn. Đấy là một ngày 30 phút tôi sẽ duy trì lịch tập yoga của mình vào buổi sáng sau khi dậy. Trước khi tôi đến gặp khách hàng, tôi áp dụng một hai bài để trước khi gặp họ, là tôi cũng thấy là rất làm cho cái khí huyết lưu thông, nhất là cái máu oxy lên của tôi nó lên não được tốt hơn. Và như thế tôi không còn trạng thái co cứng khi gặp những cái khách hàng mà hoặc là đối tác có cái thói quen là thuốc lá. Từ khi mà có được cái sức khỏe nền tảng cơ bản từ yoga đem lại thì tôi hiểu là cái sức khỏe cực kỳ quan trọng đối với bản thân mình cũng như là toàn bộ nhân viên của mình. Để duy trì hoạt động hiệu quả cho công ty thì nhân viên đầu tiên phải có tinh thần khỏe mạnh, họ phải có một cái nền tảng thể lực khỏe mạnh thì họ mới có thể là giúp cho cái việc mà tăng hưng phấn trong làm việc được. Và vì thế thì tôi đã áp dụng cái phương pháp đầu tiên là phương pháp Pomodoro. Một người mà làm việc liên tục 4 tiếng thì bạn như một cái pin, bạn tiêu hết sạch sành xanh trong lúc đấy rồi. Tuy nhiên là khi áp dụng phương pháp Pomodoro ấy, thì chúng tôi áp dụng cho nhân viên của chúng tôi là làm việc 25 phút, lại nghỉ 5 phút, đứng lên đi lại để cho máu lên não hoạt động tốt. Và khi đấy các bạn chỉ cần thực hiện một vài động tác thôi là máu lên não, các bạn ngồi xuống khỏe. Thứ hai là toàn bộ nhân viên của Vimix đều có một cái vòng để đếm bước hàng ngày. Và chúng tôi quy định là một ngày phải 8.000 bước, nếu không chúng tôi sẽ có một cái quỹ gọi là heo con để duy trì cái việc mà chúng tôi sẽ có một cái quỹ để đi du lịch hàng tháng. Cứ chủ nhật đầu tháng là chúng tôi tổ chức một cái hành động thể thao gọi là vượt sức. Thường thì sẽ là đi bộ, chạy bộ Hồ Tây khoảng tầm là 15 cây số từ khi tập yoga đến giờ ấy. Thì tôi đã đi chạy được là khoảng tầm 97 phút là đã hoàn thành xong một vòng Hồ Tây rồi. Chúng tôi đã kết nối rất tốt với nhau và trò chuyện rất tốt với nhau, và chúng tôi kết nối và gắn kết toàn bộ công ty. Đấy, tất cả đều nó xuất phát từ việc là cơ thể mình chú ý đến, quan tâm đến sức khỏe của cơ thể. Nó bắt nguồn từ cái câu chuyện của tôi là bị lao phổi và tôi đã tìm đến yoga. Từ đó, sau khi mà tôi yoga, tôi đã có được tất cả như bây giờ.
tập yoga để giúp cho phổi của chúng ta khỏe thì người tập cần chú ý rằng là bởi vì khi mà chúng ta muốn cái khoang phổi của chúng ta được mở rộng thì cái bụng của chúng ta, đặc biệt là các cơ quan nội tạng cần phải rỗng. Khi mà bụng chúng ta rỗng thì cái khoang phổi của chúng ta nó mới có được cái khoảng trống để nó giãn nở ra. Và khi giãn nở thì mới giúp cho chúng ta đưa được nhiều oxy vào trong tận sâu trong đáy phổi, thì cơ thể của chúng ta mới nhận được nhiều máu và oxy giúp lưu thông khí huyết. Chúng ta sẽ tập sau khi chúng ta ăn khoảng chừng ít nhất là 2 tiếng. Và chúng ta lưu ý là trước khi tập chúng ta sẽ uống nước đầy đủ để giúp cho khí huyết của chúng ta được lưu thông dễ dàng hơn.